Thấy màn hình không cắt ơi? Dạ không thấy rồi thầy. Nó có bằng đợi thằng chút xíu nha các. Rồi, đâu? Thấy màn hình chưa các? Dạ không thấy rồi thầy. Thấy không? Dạ không thấy rồi thầy. Rồi. Chào các bạn. Hôm Dạ chào thầy. mới học đến đâu rồi các em? Học xong khu vực 2 thầy. Hôm bữa là thầy tính các em về nhóm các em là buổi thứ mấy rồi? Số 2 á thầy. Ok. Rồi. Thầy hỏi các em nè. Hôm bữa các em tính về khu vực thứ nhất xà lách gồm bao nhiêu nhóm? Dạ 4 nhóm. Giỏi. Nhóm gì con? Dạ nhóm thứ nhất là xà lách tổng hợp, nhóm thứ hai là rau củ luộc, nhóm thứ ba là đồ chua các loại, nhóm thứ bốn là xà lách Bao nhiêu món có thảy? trộn. Dạ 8 nhóm, ít 8 món. Quá giỏi. Cho thầy biết khu vực 2. 7 nhóm 14 món thầy. Rồi, 7 nhóm 4, 14 món đúng mà. Đúng rồi đó, các em phân biệt được khu vực nhóm và món ăn rồi đó. Trước khi vào bài học, các bạn hỏi thầy gì nữa không? Rồi, thầy mời các em qua khu vực thứ ba. Súp, các em cho thầy 2 món. Dạ súp tôm thịt và súp cua ạ. Giỏi. Hủ tiếu. Các em cũng cho thì 2 món. Mở ngoặc. Bánh mì. Của bánh mì này các bạn là các em sử dụng loại bánh mì lạc, bánh mì nào mà không có lạc ngọt. Nếu mà bánh mì ngọt thì các em dùng với lại là dùng lại buffet sáng, còn buổi trưa và buổi tối là các em chỉ dùng bánh mì lạc. Thì ví dụ như bánh mì baguette, bánh mì ổ dài đó các em, bánh mì con cóc mỏ nhỏ,
giống như kem mua mì thịt ở ngoài đó, ở Sài Gòn mình vậy đó. Thứ ba là bánh mì sandwich. Thứ tư là bánh mì đen. Thầy cho các em dẫn chứng các em 4 loại bánh mì. Còn khi các bạn làm bài, các em lấy 2 loại cũng được hay là 4 loại cũng được, tùy các bạn. Khu vực tiếp theo. Bơ và phô mai. Thầy cho các em 4 loại phô mai thịnh hành nhất và 3 loại bơ thịnh hành nhất. Các em chép bài đi. Các em lấy 2 hoặc lấy hết luôn cũng được tùy các bạn. Rồi, tiếp các bạn nha. Về món chính. Món chính là các em mở ngoặc cho thầy 10 món. Thầy ví dụ như món cơm chiên, món cá hấp, món bò hầm, món sườn nấu, món gà nấu, món rau xào, món spaghetti. Các em cho những cái món nào mà khách ăn no. Hôm nay là mình dạy các em là chủ đề buffet hải sản, cho nên là các em đưa vào những cái thành phần nào có hải sản trong đó cho nó đúng với lại chủ đề buổi tiệc. Rồi, món chính các bạn cho thầy 10 món. Món nướng, các em cho thầy 5 món. Các em thấy đây là khu vực về món hải sản nướng, gồm có nghêu, sò, ốc, hến, tôm, mực, rất là nhiều. Các em cho thầy 5 món. Và các em thấy mà khi nướng xong là người bếp, người ta sẽ đưa ra những cái dĩa lớn đựng thức ăn. Và mỗi dĩa là có đồ gấp. Và các em thấy là trước món nướng là có những loại nước sốt. Ví dụ như là các em đã học về sốt khu vực hải sản lạnh và sốt hải sản hấp rồi. Thì hải sản nướng nó cũng bao gồm những loại nước sốt đó. Nha các em nha. Món quay. Các em cho thì 2 món quay. Ví dụ như là món gà quay, heo quay, ngỗng quay, vịt quay. Các em cho thầy 2 món, đóng ngoặc. Tráng miệng, tụi em mở ngoặc cho thầy 6 món. Bao gồm 2 món chè, 2 món trái cây và 2 món bánh ngọt. Khu vực thứ 11 là nước.
Rồi, bây giờ thầy sẽ giới thiệu các em ba loại nước. Tất cả các loại thức uống có trong ba loại hình phục vụ tiệc buffet sáng, trưa và tối. Bây giờ các em tổng cộng hết giùm thầy đi. 10 khu vực món ăn, ít nhất gồm bao nhiêu món rồi? Cộng lại giùm thầy đi. Trên 50 món chưa? Trên 50 món chưa các em? Dạ rồi thầy. Rồi. Đó là yêu cầu của bài. Yêu cầu của hình thức phục vụ tiệc buffet buổi tối. Cái này là các em chưa kể thức uống đó nha. Chưa kể thức uống. Vậy thì khi các em làm bài, một là các em lấy món ăn trong menu thầy đã gửi tài liệu các bạn. Hai là tự các em cho món ăn, nhưng mà phải dựa vào cấu trúc menu thầy đã hướng dẫn các em trong ít nhất 11 khu vực món ăn. Khu vực nào gồm bao nhiêu nhóm, mỗi nhóm bao nhiêu món thì các em dựa vào đó đem cho món ăn vào. Hiểu bài không các em? Hiểu bài không? Dạ hiểu thầy ơi. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ thầy mời các em về thức uống của buffet sáng, trưa và tối. Đây, các em thấy đây là khu vực món quay. Ví dụ như hôm nay là nhà bếp mời khách ăn món vịt quay. Thì mỗi món quay là nhà bếp người ta sẽ để ở dưới cái đèn cabin. Nó gọi là đèn cabin light. Cái đèn này sức nóng tới 1000W nè các bạn. Mục đích làm gì? Để giữ nóng da giòn, khách ăn mới ngon. Nha các bạn nha. Cho nên là khi mà các em setup món quay, trang thiết bị của nó bắt buộc phải có đèn cabin light. Là đèn giữ nóng da giòn. Nhớ nha các em, cabin light. Về trang thiết bị tiếng Anh và tiếng Việt thầy cũng gửi tài liệu hết các bạn rồi cho từng loại hình tiệc. Rồi, thầy mời các em qua về danh sách thức uống. Buffet sáng, buffet trưa và buffet tối. Các em chép bài này hướng dẫn.
Rồi, các em thấy các loại thức uống của buffet sáng bao gồm có trà, cà phê, sữa tươi, nước ép trái cây và nước lọc. Buổi trưa, các bạn cũng có trà, cà phê, nước ép trái cây, coca, trà đá, nước sâm, nước mí hoặc sắn dây. Buổi tối thì các em có nước ép trái cây, không có trà, cà phê, nước ngọt, rượu vang hoặc là bia ráp. Bia ráp là bia gì các bạn? À, các em bia có tươi là... hả thầy? Đúng rồi, đó là bia tươi. Thì bây giờ các loại thức uống này cho các buổi tiệc thì thầy chỉ cần yêu cầu các em chọn 3 loại thức uống trong buffet tối được rồi. Các em có thể chọn là nước trái cây, nước ngọt, rượu vang hoặc là bia tươi, tùy các bạn. Các em chọn ít nhất 3 món đủ rồi. Rồi, thầy đã phân tích cho thầy cho các em ít nhất 11 khu vực món ăn, gồm 50 món ăn trở lên rồi. Có bạn nào còn thắc mắc chỗ nào không? Hỏi đi. Hỏi đi các em. Rồi, bây giờ các em không hỏi, thầy sẽ tiếp tục giới thiệu các em một số trang thiết bị phục vụ tiệc buffet. Thầy đã gửi tài liệu các em hết rồi, nhưng mà thầy cho các em xem hình ảnh cụ thể hơn để các em làm bài được đúng hơn. Thầy mời các bạn. Đây là đồ hâm nóng thức ăn. Chuffindit. Chuffindit này, đồ hâm nóng này để các em đựng món ăn chính trong khu vực món chính. Nha các em nha. Trang thiết bị thứ hai. Chuffindit tròn, round Chuffindit. Các em dùng để đựng món cơm, món rau xào hoặc là món súp đều được hết, hoặc món canh nha các bạn nha. Trong phòng thực hành thầy có 2 cái, mai mốt các em sẽ thực hành. Tiếp, đây là nồi hâm nóng súp. Các em thấy trang thiết bị nào có từ warmer ở dưới, đó là hâm nóng ở nhiệt độ là 80 độ C, không có chức năng đun sôi nha các bạn nha. Đây là súp warmer. Đây là bục kê thức ăn stand buffet. Thầy gửi tài liệu các bạn thấy rồi đó. Các em chỉ cần nhận biết tài liệu giùm thầy, biết dụng cụ nào đựng và đựng với dụng cụ gì, đựng với món ăn gì để các em liệt kê trang thiết bị cho nó đúng. Các em thấy là trong tiệc buffet tất cả món ăn không được đặt trực tiếp xuống mặt bàn, mà các em phải dùng những cái bục kê thức ăn này để các em kê nó lên, cao có, thấp có. Thì lúc này các em nhìn live buffet các em mới đẹp được nha các em nha. Nó gọi những cái bục kê này là stand buffet. Đây là đồ gấp thức ăn, nó gọi là food tong. Món ăn nào khô thì các bạn sẽ đắp cái đồ gấp này. Món nào có nước sốt thì các em phải có giá để múc nước sốt.
Đây là bằng vuông, square table. Bằng chữ nhật, tiếng Anh nó gọi là rectangular table. Bằng tròn, round table. Ghế, chair. Bao ghế, chair cover. Đây là cái đèn cabin light các bạn, ở khu vực món quay. Đèn giữ nóng thức ăn. Đây là bảng tên thức ăn, nó gọi là food tag. Đây là dĩa ăn chính, nó gọi là dinner plate. Dĩa ăn chính này, các em có thêm một cái dĩa kích thước nó nhỏ hơn, nó gọi là dĩa appetizer plate, nó gọi là dĩa khai vị. Trong tài liệu các em có đó, dĩa khai vị, appetizer plate. Và dĩa thứ ba nhỏ hơn dĩa khai vị, nó gọi là dĩa tráng miệng, tiếng Anh nó gọi là dessert plate. Ba loại dĩa này để các em sử dụng trong tiệc buffet. Khu vực nào các em sẽ đắp dĩa nào thì đến đó thầy sẽ hướng dẫn các bạn. Cho nên là trong tiệc buffet các em nhớ giùm thầy có ba loại dĩa ăn chính. Thứ nhất là dĩa ăn chính, dinner plate. Thứ hai là dĩa khai vị, appetizer plate. Và thứ ba là dĩa ăn tráng miệng, dessert plate. Đây là dao muỗng nĩa ăn chính, nó gọi là main knife and fork. Đây là khăn chải bằng tròn, nó gọi là table cloth. Khăn ăn, napkin. Khăn giấy, tissue paper. Chén cơm, nó gọi là rice bowl. Chén súp, nó gọi là soup bowl. Đũa và đồ gắp đũa, chopstick red. Muỗng sứ gọi là porcelain spoon. Hay các em gọi là China spoon đều được hết. Tại vì Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới sản xuất ra đồ sành sứ. Đây là chén chấm nhỏ. Nó gọi là porcelain soya dish. Hay các em gọi là China soya dish đều được hết.
Đây là bình đựng nước trái cây. Các bạn nhớ nha, bình này chỉ đựng cho nước ép trái cây. Công thức thầy đã gửi các bạn hết rồi. Bình đựng nước trái cây, juice dispenser. Đây là bộ hâm nóng trà cà phê, coffee warmer. Thí dụ mà thức uống các em sử dụng cà phê, trà, thì các em sử dụng cái bình hâm nóng này. Một bên là trà, một bên là cà phê để cách sử dụng. Đây là bộ tách uống trà cà phê, coffee cup and saucer. Đây là cái chất thủy tinh, nó gọi là glass chất. Các bạn nhớ, cái chất thủy tinh này nó sử dụng cho đựng nước lọc, nước ngọt, bia và mocktail và cocktail. Còn công thức thầy đã gửi các em hết đó, các em có thuộc công thức chưa? Các em mà không thuộc công thức là chút xíu nữa các em không có tính được trang thiết bị với thầy đó. Thầy nhắc lại, cái chất thủy tinh này chỉ dùng cho đựng nước lọc, nước ngọt, trà đá, bia, mocktail và rượu cocktail. Mocktail là gì hả các em? Bạn nào cho thầy biết mocktail là gì? Nước uống không cồn mà thôi. Đúng rồi, là loại nước ép bất kỳ một loại trái cây nào, và các em tớp với lại là syrup hoặc là coca hoặc là soda, nó sẽ ra một ly mocktail, thức uống không cồn. Còn cocktail là thức uống có cồn, là những cái loại rượu pha chế trộn lẫn với nhau để ra một ly cocktail. Khi các em học ba cái học pha chế đó là các em sẽ biết rõ hơn. Đây là ly highball. Ly này sử dụng cho bốn loại nước. Nước trái cây, nước ngọt, nước lọc và bia. Ly này và ly water goblet, cái ly mà chân thấp đó các em. Các bạn học FB nào, học bia rồi thì các bạn biết đó, ly water goblet. Hai loại ly này là sự mục đích sử dụng cho bốn loại nước. Nhưng mà trong tiệc buffet các em, người ta không sử dụng ly highball và ly water goblet, mà người ta sử dụng ly on the rock, cái ly mà bằng nửa cái ly highball. Cái ly mà khi cái muốn trà cà phê ở ngoài các quán á, là người ta dùng để phục vụ trà đá đó. Nó gọi là ly on the rock. Cái ly mục đích chính của nó là sử dụng cho rượu whisky pha với lại soda hoặc là coca. Nhưng mà trong tiệc buffet, người ta dùng ly on the rock để sử dụng cho nước lọc, nước ngọt, nước ép trái cây. Mặc dù sử dụng sai mục đích, nhưng mà trong tiệc buffet, kể cả khách sạn 5 sao, người ta sử dụng ly on the rock chứ không sử dụng ly highball. Thầy đố các em tại sao người ta sử dụng ly on the rock mà người ta không sử dụng ly highball? Mục đích để làm gì? Bạn nào biết không? Quốc Bình có mặt không em? Dạ có thầy.
Mình trả lời giùm thầy câu hỏi thầy mới trả, thầy mới hỏi với em. Dạ. Rồi các em, tại sao khách sạn người ta sử dụng lên drop cho tiệc buffet? Mặc dù sử dụng sai mục đích, nhưng mà người ta muốn giảm chi phí nha các bạn nha. Bởi vì nếu mà khách sử dụng ly hay bowl, khách uống không hết nước, bỏ rất là tốn phí, chi phí lên rất là cao. Cho nên bắt buộc phải sử dụng drop. Nếu khách có bỏ thì cũng bỏ ít thôi, giảm chi phí về tiêu hao. Đó là lý do tại sao các loại thức uống thầy vừa nêu trong tiệc buffet là các em sử dụng lên drop giùm thầy. Nha các em nha. Các em sử dụng ly hay bowl và ly water có bịch, không ai nói các em sai hết, nhưng mà nó tốn chi phí quá nhiều nha các bạn. Rồi, đây là xe đẩy thu dọn tiệm buffet. Các em thấy nó làm bằng nhựa MDF rất là bền. Hai bên là có hai giỏ. Một giỏ thì đựng thức ăn dư thừa, một giỏ thì để dụng cụ dao muỗng nĩa đũa. Ở giữa là dụng cụ thu dọn như là dĩa, chén, ly. Xe này xe thu dọn rất là tiện các bạn. Đây là mâm tròn. Okay. Rồi. Rồi. Đây các bạn. Chết rồi. Đây là một cái line buffet thầy setup ở bệnh viện căng tin Chợ Rẫy. Các em thấy là thầy bố trí nguyên một line buffet giữa căng tin, hai bên thầy để bàn, thầy tập trung 10 khu vực món ăn lên cái line buffet này, khu vực thức uống là thầy để riêng. Các em khi các em sẽ đắp tiệc là không khi nào để thức uống chung với lại quầy thức ăn nha các bạn nha, mà thức ăn và thức uống phải để riêng. Thầy đố các bạn, tại sao ở dưới thầy đóng một kiểu skirting rèm trang trí đó? Mai mốt là các em sẽ thi thực hành về đóng các 5 kiểu đóng skirting này. Đây là kiểu cánh dơi, mục đích của nó là trang trí bàn tiệc. Mục đích thứ hai là che những cái chân bàn lại. Vậy thầy đố các em, tại sao ở dưới thầy đã dùng cái tấm skirting rồi, ở trên thầy phủ thêm một tấm phi bóng nữa, mục đích để làm gì? Bạn nào cho thầy biết được không? Tại sao thầy phải cần hai tấm skirting lên cái line buffet này? Hả các bạn? Các em, bởi vì trong tiệm buffet này, nhà khách sạn của thầy không đủ bục kê thức ăn, cho nên thầy phải sử dụng những cái xô đá, những cái tô, những cái chén, những cái hộp ly, thầy mới đặt lên cái mặt bàn, cái line buffet. Mà nếu mà khách nhìn thấy những cái đồ này rất là xấu hổ cho nhà hàng, cho nên bắt buộc thầy phải dùng một tấm bi bóng nữa để che giấu tội lỗi. Sau đó thầy mới đặt những dĩa thức ăn lên. Còn nếu mà thực sự các em đủ những cái bục kê thức ăn bằng gỗ, bằng sắt hay bằng thủy tinh, ở ngoài thị trường bán rất là nhiều, thì các em không cần phải dùng cái tấm phủ lên nữa. Giống như vậy,
Khi mà các em thực hành thì buffet ở trường mình, ở phòng K201, thì trong tủ thầy chỉ có 4 bục kê thức ăn bằng inox, không đủ để các em kê món ăn. Nhưng mà thầy chuẩn bị một số hộp ly để các em sử dụng. Thì khi mà các em sử dụng những hộp ly này, thì các em vẫn dùng thêm một tấm vi bóng nữa để phủ lên, che hết cái bục này, những cái hộp ly này, sau đó các em mới đặt món ăn lên. Hiểu bài không các em? Hiểu được lý do tại sao thầy phải phủ tấm vi bóng lên mặt buffet chưa? Dạ hiểu thầy. Rồi, các em thấy rất là rõ ràng. Mỗi món ăn, món nào có nước sốt, thầy vẽ để nước sốt kế bên. Kế bên chén nước sốt là phải có chén chấm để khách múc nước sốt và sử dụng. Thầy xây cái line buffet lại cho em dễ thấy hơn. Đó. Mỗi món ăn đều có đồ gấp, đều có bảng tên. Thì mai mốt các em sẽ đắp tiệc buffet ở trường cũng vậy. Các em cũng làm giống vậy. Bây giờ thầy hỏi các em, ở đây thầy tập trung 10 khu vực món ăn trên một cái line buffet. Còn bây giờ nếu mà thầy không bố trí một cái line chung nữa giữa nhà hàng nữa, mà thầy bố trí hai bên sát hai bên tường, ở giữa thầy để bàn ghế, mỗi một khu vực thầy bố trí riêng ra, được không? Được không các bạn? Bạn nữ nào nãy mới phát biểu đó con? Cho thầy hỏi lại theo em được không? Dạ được thầy. Được, cảm ơn em. Đó là tùy ý tưởng mỗi bạn. Nhưng mà muốn setup kiểu nào thì trước tiên các em phải coi diện tích phòng họp, phòng tiệc. Ở đây do căn tin bệnh viện Chợ Rẫy cái phòng tiệc nó nhỏ quá, cho nên thầy phải tập trung 10 khu vực vào một line buffet. Còn nếu mà diện tích nhà hàng các em rộng thì các em bố trí mỗi một khu vực là một chỗ. Để làm gì? Để khách không tập trung để lấy thức ăn và thức uống. Để làm gì? Để cho nhà bếp người ta dễ bố trí món ăn hơn. Đó là tùy ý tưởng mỗi bạn nha các em nha. Vậy thì mốt các em thực hành ở phòng K201, các em bố trí line buffet ở giữa nhà hàng cũng được, hay là hai bên tường cũng được, tùy các em. Rồi, đó là thầy giới thiệu xong các em một số trang thiết bị phục vụ nhà hàng, tiệc buffet. Bây giờ thầy sẽ giải đáp cho các em một trong 5 cái đề thầy đã gửi các bạn để các em thi kết thúc môn với lại khoa. Bây giờ đề 1. Bạn hãy liệt kê trang thiết bị phục vụ tiệc buffet với số lượng là 100 khách. Số lượng 100 khách. Thầy nhắc lại, ở trong lớp thầy chỉ dạy các em 100 khách. Còn mai mốt các em đi thi hay các em đi làm ở ngoài thì các em phải coi số lượng khách bao nhiêu và em cứ nhân lên. Còn ở trong lớp, thầy chỉ dạy tụi con là 100 khách cố định, tiệc nào cũng vậy. Rồi, thầy nhắc lại cái đề. Thầy không biết nằm ở đề thứ mấy, nhưng mà nó có cái đề là gì? Bạn hãy liệt kê trang thiết bị phục vụ tiệc buffet với số lượng 100 khách. Câu này 6 điểm. Các em, đây là một trong những cái đề khó nhất
Cái em hay rớt nhất là cái đề này. Tại vì trong phòng thi các bạn, lúc nào các em cũng có hai đề. Đề nào cũng có câu hỏi liệt kê trang thiết bị, nhưng mà thầy không biết là các em trúng tiệc nào. Câu liệt kê là 6 điểm. Các em trúng tiệc nào, các em đều là khả năng đậu rất là cao. Nhưng mà các em trúng tiệc buffet là cực kỳ khó. Tại sao nó khó? Bởi vì menu nó nhiều món ăn quá. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách giải cái đề này. Và các em cố gắng tập trung giùm thầy. Nếu chỗ nào không hiểu thì các em hỏi giùm thầy. Các em biết cách làm giải cái đề thì buffet này thì mấy tiệc sau các em làm mới được. Còn nếu các em không tính được cái đề tiệc buffet này thì mấy tiệc sau các em không tính được. Nha các bạn nha. Vậy thì muốn làm được câu hỏi này, trước tiên đây là bảng danh sách liệt kê trang thiết bị gồm 6 cột. Các em vẽ vào tập đi. Cột thứ nhất số thứ tự. Cột thứ hai trang thiết bị. Cột thứ ba đơn vị tính. Cột thứ tư số lượng. Thứ năm là dự phòng. Và thứ sáu là ghi chú. Rồi, các em, bây giờ các em muốn giải được cái đề này, các em ghi bài tập giùm thầy. Thầy hướng dẫn các em rất là cụ thể ở phần lưu ý. Môn của thầy, thầy chỉ cần các em đọc thuộc cái phần lưu ý và công thức tính trang thiết bị là các em đậu 50% rồi đó. Thầy đã gửi tài liệu các bạn hết rồi. Về học kỹ giùm thầy đi. Bây giờ muốn giải được cái đề này, các em ghi giùm thầy. Thầy chỉ cần ghi lại, chứ trong tài liệu thầy có hết các em rồi. Yếu tố thứ nhất là phải liệt kê đầy đủ. Các em ghi đi. Yếu tố thứ nhất, liệt kê đầy đủ ít nhất 50 món ăn trở lên. Trong 11 khu vực. Các em ghi rõ ràng, liệt kê đầy đủ 50 món ăn trở lên trong ít nhất 11 khu vực. Rồi, khi các em đầy đủ hết, có 50 món ăn trở lên rồi, nội các em kê ra 50 món ăn ra là tốn hết 30 phút rồi.
Câu này thời gian chỉ cho các em 60 phút. Yếu tố thứ hai, lập bản danh sách liệt kê trang thiết bị. Đây là cái bản danh sách đây. Yếu tố thứ hai, lập bản danh sách liệt kê trang thiết bị. Rồi, các em xuống hàng. Các em làm cái qua thị thứ nhất. Khi tính trang thiết bị tiệc buffet. Nó lại giùm em với. Đây chắc. Các em xuống hàng, làm cái qua thị. Khi tính trang thiết bị phục vụ tiệc buffet. Khi tính trang thiết bị phục vụ tiệc buffet. Được chia làm 3 nhóm. Các em xuống hàng. Nhóm 1, 2 chấm. Bàn ghế dự phòng 10%. Nhóm 2, 2 chấm. Dụng cụ đựng thức ăn thức uống dự phòng 10%. Nhóm 3, dụng cụ khách sử dụng dự phòng 20%. Ghi kịp không các em? Dạ kịp nè thầy. Rồi. Bây giờ thầy cho mình bắt đầu tính nha. Bây giờ thầy đã báo nút đầu rồi. Một là menu các em tự cho. Hai là các em lấy menu của thầy. Bây giờ thầy sẽ giải về cái menu của thầy. Vậy thì thầy trò mình sẽ tính nhóm 1 trước. Nhóm 1 bàn ghế. Khi tính trang thiết bị là các em phải tính theo từng nhóm. Và các em tính theo từng khu vực. Khu vực nào có bao nhiêu nhóm. Mỗi nhóm gồm bao nhiêu món ăn là mình phải tính trước. Các em tính xong nhóm 1. Bắt đầu các em mới đưa toàn bộ danh sách nhóm 1 vào cái bảng danh sách trang thiết bị này. Sau đó các em sẽ tiếp tục tính nhóm 2, nhóm 3. Nhưng mà trước khi tính là các em phải tính nhóm nháp trước. Sau khi các em cộng lại hết thì các em mới đưa bảng danh sách. Chứ các em vừa tính mà đưa trực tiếp vào bảng danh sách là bị tẩy xóa, làm dơ cái bảng thi, bài thi của mình đi. Nha các bạn nha. Khi tính trang thiết bị, thầy nhắc những cái dụng cụ nào đựng thức ăn thức uống, những cái món ăn nào đều phải có chủ ngữ và vị ngữ. Nha các em nha. Khi mà các em sử dụng dĩa là phải có dĩa, nó dĩa gì? Dĩa lớn hay dĩa ăn chín hay dĩa tráng miệng? Các em phải ghi rõ ràng để người đọc người ta hiểu. Khi thầy chấm bài thầy hiểu, chứ các em ghi chữ dĩa không là thầy gạch bỏ. Thầy đâu biết dĩa nào đâu. Rồi, bây giờ thầy cho mình sẽ tính nhóm 1. Bây giờ thầy tính trước. Bây giờ thầy hỏi các em. Trong tiệc buffet, các bạn sẽ set up bằng gì để mời khách ngồi? Các em set up trong tiệc buffet, các em set up bằng tròn cũng được, hoặc bằng vuông cũng được, tùy các bạn.
Vậy thì thầy cho mình tốt nhất sẽ đáp bằng gì? Bàn tròn đi thầy. Bàn tròn, mỗi bàn 10 khách. Rồi, các em tính nhận, các em ghi vào đi, ghi nháp đi. Bàn tròn, 10 bàn. Tiệc này thầy tính có bạn nha. Mấy tiệc sau là các em tự tính để các em thuyết trình và các em lấy điểm giữa kỳ. Thầy chỉ chỉnh sửa. Bàn tròn, 10 bàn. Dự phòng là 10%. Các em chỉ cần ghi 10% được rồi, không cần phải tính ra. Thầy hỏi các em, vậy thì thầy đố các bạn, bàn chính thức và bàn dự phòng nó khác và giống nhau chỗ nào? Bạn nào cho thầy biết. Nguyễn Thị Ngọc Anh. Ngọc Anh có mặt không em? Dạ có thầy ơi. Anh trả lời dùm thầy câu hỏi thầy mới nêu. Dạ thầy là giống nhau về bàn dự bị hoặc là bàn tròn đều là 10 khách đó thầy. Còn gì nữa? Dạ em biết nhiêu đó rồi. Rồi, cảm ơn anh. Bạn nào bổ sung giùm thầy? Các bạn, bàn chính thức và bàn dự phòng. Bàn chính thức, khi nào khách sử dụng món ăn hết hay không hết đều phải gói đem về, nhà hàng sẽ tính tiền. Còn bàn dự phòng là khi nào khách sử dụng thì nhà hàng mới tính tiền. Nhưng thức ăn và thức uống của bàn dự phòng giống y hệt như bàn chính thức. Tại sao có bàn dự phòng? Đây là cái chế độ khuyến mãi dành cho khách hàng. Nếu khách đặt 10 bàn trở lên thì các em dự phòng 10%. Còn nếu khách đặt 10 bàn trở xuống thì không có dự phòng. Nha các bạn nha. Nhưng khi set up trong nhà hàng, bao nhiêu bàn chính thức và bao nhiêu bàn dự phòng các em phải setup đủ ở trong sảnh tiệc, không có chờ khách vô mà mới setup bàn dự phòng. Lúc này các em sẽ làm phiền khách. Cho nên thầy nhắc lại, có bao nhiêu bàn chính thức và bao nhiêu bàn dự phòng, các em phải đưa hết nó vào trong sảnh tiệc. Được chưa? Nắm được chưa các bạn? Rồi. Bây giờ các em có bàn chính thức 10 bàn, bàn dự phòng là 10% rồi. Trang thiết bị tiếp theo là gì? Các em có bàn thì đi kèm với bàn là gì? Ghế. Ghế, giỏi. Bao nhiêu ghế? 10 cái ghế, 10 ghế với lại 10% ghế dự phòng. 100 ghế chứ em. Ghế là số lượng là 100. Đúng không? 100 dạ, đúng 100 thầy. Ghế. Rồi. Các em ghi nháp hết vô nha. Ghi hết đi nha. Các em có bàn, có ghế. Các em còn gì nữa? Khăn chải bàn hả thầy? Khăn chải bàn. Các em phải có khăn chải bằng tròn.
không có nói chung là khăn chải bàn. Bao nhiêu khăn chải bàn tròn? 10. 10, giỏi. Dự phòng là 10%. Tiếp tục gì nữa? Dạ thầy, là mấy cái dụng cụ để ăn uống đó thầy. Dụng cụ ăn uống đó là nhóm 3. Đó là dụng cụ mà khách lấy thức ăn bỏ vào miệng, đó là nhóm 3. Các em phải nhận biết được, nghĩ trong đầu được. Nhóm 1 chỉ có bàn ghế. Bao ghế luôn thầy. Bao ghế. Trang thiết bị thứ tư bao ghế. Số lượng bao nhiêu? Dạ 100 cái. 100 thầy. Rồi, giỏi. Dự phòng 10%. Trên mỗi bàn tiệc, các em cho thầy bình hoa. Vậy thì các em có 10 bình hoa, dự phòng 10%. Rồi, bây giờ thầy cần bàn để set up thức ăn. Nó gọi là live buffet. Giống như hình ảnh thầy đã đưa các em xem. Vậy thì thầy sẽ sử dụng những cái bàn chữ nhật để set up live buffet. Mỗi bàn chữ nhật, các em nhớ rõ giùm thầy. Mỗi bàn chữ nhật bề ngang là 30 cm, bề dài là 2.2 m, giống như cái bàn mình học trong lớp gì đó, nhưng mà bàn học trong lớp thì nó ngắn hơn, còn đây là bàn sẽ đắp sẵn tiệc cho nên nó dài hơn, ngang 30 cm và dài 2.2 m. Rồi các bạn nắm được kích thước bàn chữ nhật chưa? Dạ. Bây rồi, giờ thầy. Các em cần bao nhiêu bàn chữ nhật để set up 50 món ăn và thức uống lên cái live buffet này? Thì muốn tính được bàn chữ nhật thì các em phải tính được món ăn nào đựng vào trang thiết bị nào, thì từ đó em mới là tính ra được bàn chữ nhật. Rồi bây giờ thầy cho mình tính nha. Chỗ nào không hiểu hỏi thầy nha. Bây giờ thì hỏi các em, mình sẽ tính khu vực thứ nhất. Salad. Nhóm 1, salad trộn dầu giấm. Các em có bao nhiêu món? Dạ 2 món. 2 món. Thì 2 món salad này tụi con đựng vào cái gì? Đựng vào cái gì? Đựng vào dĩa lớn, dĩa tròn lớn đó các bạn, hoặc là dĩa chữ nhật lớn. Dĩa tròn lớn này kích thước nó đến 50 cm, mà các em đặt cái dĩa lớn này lên cái mặt bàn chữ nhật, mặt bàn chữ nhật bề ngang nó chỉ có 30 cm, thì nó sẽ lồi hai cái mép dĩa ra ngoài, khách sẽ đụng vào dĩa và rớt dĩa thức ăn xuống. Cho nên các em muốn set up được cái live buffet, đặt cái dĩa lớn đựng thức ăn lên ngay giữa, thì các em phải dùng hai bàn chữ nhật để các em nhập lại, thì lúc này các em mới đặt dĩa lớn đựng thức ăn lên. Nắm được không các em? Các bạn hiểu đến đây không ạ? Dạ hiểu. Cho nên là khi đặt thức ăn là các em phải dùng hai bàn chữ nhật gặp vào thì các em mới đặt thức ăn lên được. Vậy thì công thức tính như thế nào? Thầy đã gửi tài liệu của em rồi, nhưng mà giờ thầy sẽ nhắc lại các em biết là cứ hai bàn chữ nhật, các em ghi cụ thể đi để hồi mình tính. Hai bàn chữ nhật là đặt được 3 dĩa lớn đựng thức ăn.
hai bàn chữ nhật đặt được ba cái bồn đá, ba cái bồn đá mà các em để hải sản lạnh á. Hai bàn chữ nhật đặt được ba cái chắc phin đít là cái đồ hâm nóng thức ăn. Hai bàn chữ nhật là đặt được ba cái xưởng hấp. Hai bàn chữ nhật là đặt được ba loại thức uống. Ghi kịp không các em? Nghe chưa? Đó là công thức tính cho bàn chữ nhật. Bây giờ thì trở lại bây giờ các em là sẽ lách trộn dầu giấm. Nhóm 1, các em có 2 món đựng vào 2 dĩ lớn. Các em ghi với nháp đi, các em có 2 dĩ lớn nè, 2 dĩ lớn đựng thức ăn. Rồi, bây giờ nhóm 2, rau củ hấp, rau củ luộc thì các em đựng vào cái gì? Đựng vào cái gì? Cái tô lớn được không? Không em ơi, cái tô tùy mỗi một đơn vị, mỗi một khách sạn nhà hàng người ta đựng. Nhưng mà hải sản hấp, rau củ luộc này, một là các em đựng tiếp tục vào dĩ lớn, hai là các em đựng vào xửng hấp. Bây giờ các em chọn đi, các em chọn dĩ lớn hay là xửng hấp? Hả các em? Xửng hấp. Xửng hấp, vậy là các bạn có hai cái xửng hấp. Các em ghi cụ thể vô đi, tính nháp hết đi. Bây giờ nhóm thứ ba, đồ chua các loại, hai món. Đồ chua thì nó có dầu giấm ở trong đó. Vậy thì các em đựng vào cái gì? Cái tô. Các em đựng vào cái tô hoặc cái thố thủy tinh đều được hết. Thôi, thầy trò mình thống nhất là hai thố thủy tinh. Rồi, nhóm thứ tư, gỏi, hai món gỏi, các em đựng vào gì? Dĩa này. Dĩa lớn, vậy là các em tổng cộng khu vực thứ nhất này, tụi con có 4 dĩa lớn, 2 cái xửng hấp và 2 cái thố thủy tinh. Thì tổng cộng 8 món ăn này, các em cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Bao nhiêu? Tính thử cái này xem. Sáu bàn hả thầy? Sáu bàn hả thầy ơi? Ủa, bị gì vậy? Bao nhiêu bàn các em? 6 bàn. 6 bàn. Tụi con có 8 món.
8 món. 3 bàn. Ba. Sao 3 bàn con? Bàn chữ nhật không có số lẻ nha. 8 món. 2. 8 món là 6 bàn. 6 bàn. 6 bàn luôn hả? 6 bàn. Đúng chưa? Hiểu chưa các em? Rồi thầy. Có bạn nào không hiểu không? Tại sao 6 bàn? 2 bàn là 3 món. 8 món là 6 bàn. Không hiểu là ơn hỏi thầy đi nha. Không hỏi là mất cân bản, mấy thì sao rồi con tính không được đó. Giải hết lại thầy. Sao con? Giải hết lại này thầy. Thầy nhắc lại nha. Bây giờ hai bàn chữ nhật là tụi con đặt được ba dĩ thức ăn, ba dĩ lớn đường thức ăn, ba đồ hâm nóng thức ăn, ba xửng hấp, ba cái bồn đá để các em đặt hải sản lạnh, đặt bơ phô mai, ba loại thức uống. Vậy thì có phải là khu vực thứ nhất salad, các em có 8 món salad trộn dầu giấm, các em đựng vào hai dĩ lớn rau củ luộc, các bạn đựng vào hai cái xửng hấp, đồ chua các loại, các bạn đựng vào hai cái thốt thủy tinh, gỏi các bạn có hai món đựng vào hai dĩ lớn. Vậy thì có phải là tổng cộng em có 4 dĩ lớn từng thức ăn, 2 xửng hấp và 2 thố thủy tinh. Phải tổng cộng là 8 dụng cụ không? 8 dụng cụ thì tụi con cần 6 bàn chữ nhật. 2 bàn là 3 món. Có phải là 8 món là 6 bàn? Nắm được chưa? Rồi. Rồi, trả lời mạnh lên coi díu xìu vậy. Dạ rồi thầy ơi. Ừ, sung lên đi. Rồi chưa? Bây giờ thầy tính khu vực thứ hai được chưa? Rồi, bây giờ tính nhát với thầy khu vực thứ hai. Khu vực thứ nhất là các em có 6 bàn. Rồi nữa tính hết 11 khu vực đi rồi thu tan lại, bắt đầu mới đưa vào bản danh sách. Khu vực thứ hai khai vị appetizer, 7 nhóm 14 món ăn. Bây giờ nhóm 1 hải sản lạnh, 2 món hải sản lạnh. Hải sản lạnh thì con đựng vào cái gì? Thầy mới nói đó. Dạ là bồn đá. Giỏi. Cần bao nhiêu bồn đá? 2 bồn. Ghi vô đi, 2 bồn đá. Nhóm thứ 2, hải sản hấp. Tụi con đựng vô cái gì? Đựng vào cái gì? Đựng vào xửng hấp. Xửng hấp hả thầy? Bao nhiêu xửng hấp con gái? Dạ hai cái. Nhóm thứ 3, bánh bột Việt Nam. Đựng vào cái gì? Dĩa lớn. Nói dĩa không thì bóp cổ chết á. Phải có chủ ngữ và biện ngữ, con nói dĩ không là thầy đâu có hiểu gì đâu. Có mình em hiểu à. Cho nên là dĩ nào, tụi con phải có chủ ngữ, biện ngữ. Dĩ lớn, đựng thức ăn, rõ ràng. Bao nhiêu dĩ lớn? Dạ, 2 dĩ lớn thầy. 2 dĩ lớn, giỏi. Nhóm thứ 4, sushi. Đựng vào cái gì?
dĩa lớn. Rồi, bốn dĩa lớn. Dim sum đựng vào cái gì? Dạ, sửng hấp. Giỏi, bốn sửng hấp. Món ăn nhẹ. Món dĩa ăn nhẹ gì? Đựng cái gì con? Dĩa lớn. Dĩa lớn, giỏi. Vậy là sáu dĩa lớn. Món chiên ngập dầu. Đựng vào cái gì? Món chiên ngập dầu thì vẫn đựng vào dĩa lớn. Dĩa lớn. Vậy là tổng cộng các em có 8 dĩa lớn, 4 sửng hấp, 2 bồn đá, tổng cộng 14 trang thiết bị. Cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Bao nhiêu? 14. 10 bàn hả thầy? 10 bàn. 10 bàn. 10 bàn là 2 bàn 3 món. 4 bàn 6 món. 9 bàn thầy ơi. Không có số lẻ con trai ơi. 10 bàn thì được 15 món hả thầy? 10 bàn, ok. Rồi. Được chưa? Các bạn là không hiểu khu vực thứ hai này không? 10 bàn chữ nhật. Không hiểu thì qua đó nha. Khu vực thứ ba súp. Các bạn đựng hai món súp. Các bạn đựng vào nồi hâm nấm súp. Vậy thì hai món súp các em đựng vào cái gì? Đựng vào cái gì mà nãy thầy giới thiệu trang thiết bị đó? Nồi hâm nấm súp. Nồi hâm nấm súp, giỏi. Các em cần hai nồi. Vậy thì các bạn cần bao nhiêu bàn? Hai bàn. Hai bàn, quá giỏi. Khu vực thứ ba, hủ tiếu. Các em thấy là ăn hủ tiếu gõ sao thì các em sẽ giống vậy. Các em thấy trong nhà hàng có những nhà hàng người ta đặt hủ tiếu trên một cái xe bán hủ tiếu để phục vụ khách hàng khu vực hủ tiếu. Còn nếu không sẽ đắp trên xe hủ tiếu thì người ta sẽ đắp vào một cái trên cái mặt bàn. Vậy các em tính đi, có phải là hai loại hủ tiếu thì hai cái nồi nước lèo, một cái nồi nước sôi để trụng giá, trụng mì. Rồi, đó là các em cần ba cái nồi inox lớn. Tiếp, bây giờ hủ tiếu, mì, rau, hải sản hoặc là thịt thì những loại thực phẩm này tụi con đựng vào cái gì? Đựng vào cái gì? Các em đựng vào dĩa lớn đúng không? Vậy thì các em có tổng cộng bao nhiêu dĩa lớn? Bao nhiêu? Bao nhiêu dĩa lớn đựng các loại thực phẩm này? 6 dĩa hai. 8 dĩa. Tại sao 8 dĩa con tính ra coi. 8 dĩa đựng cái gì nhiều quá với em? Em tính giùm thầy đi. 8 dĩa đựng cái gì? Tính giùm thầy đi con gái. Hả? Dĩa đựng cái gì?
em có một dĩa đựng tùy nha. Cái này là tính tổng hết đó. Một dĩa đựng tùy theo món món phở hay là món hủ tiếu hay là món mì xá xíu. Đúng không ạ? Bây giờ thầy tính ví dụ như là hôm nay nhà hàng thầy sẽ phục vụ hai món là phở và mì xá xíu. Thì có phải thầy cần hai cái dĩa lớn đựng một cái dĩa đựng phở, một dĩa đựng là mì tươi, một dĩa đựng rau, một dĩa đựng thịt, đựng gì nữa các em? Còn đựng gì nữa các bạn cho hai món hủ tiếu này? Chanh ớt. Chanh ớt, cái đó là thố đựng nước sốt con. Rồi mình sẽ tính. Hải sản hả thầy? Hải sản hả thầy? Rồi hải sản. Vậy là các em cần là 5 dĩa lớn. Được chưa? Vậy thì bây giờ các em có 8 trang thiết bị, 3 nồi hinox lớn, 5 cái dĩa lớn, thì em cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Thầy ơi, thầy nhắc lại được không thầy? Hôm nay là hai loại hủ tiếu, thầy bán phở và mì xá xíu. Thì có phải là tụi con cần là 3 cái nồi hinox lớn, 2 cái nồi nước lèo và 1 cái nồi nước sôi. Còn dĩa lớn đựng thực phẩm như là 1 dĩa tụi con đựng mì, 1 dĩa đựng phở, cộng phở, 1 dĩa đựng rau, 1 dĩa đựng hải sản, 1 dĩa đựng thịt. Ê, cái này đâu có hải sản đâu các em. Chỉ có một dĩa đựng là thịt. Đúng không ạ? À? Và một dĩa đựng xá xíu. Nghĩa là các em có 5 dĩa. Vậy thì khu vực này tụi con có 3 nồi hinox lớn và 5 dĩa lớn đựng thức ăn. Thì tụi con cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Dạ 6 bàn. 6 bàn. Quá giỏi. Quá giỏi. Rồi, em tính được rồi đó. Bây giờ khu vực tiếp theo bánh mì. Bánh mì các em có 2 món. Nếu mà các em sử dụng bánh mì baguette, mì ổ dài thì các em đựng vào cái rổ mây lớn. Cái rổ mây giống như người thượng người ta gùi sau lưng để người ta lên nương đó các em. Còn bánh mì nhỏ như mì sandwich, bánh mì con cóc thì người ta đựng vào rổ mây nhỏ. Thì khu vực bánh mì này tụi em cho bao nhiêu món? 2. Hai bánh mì, đúng không? Hai cái rổ, đúng không con? Hai rổ mây lớn đựng bánh mì. Thì hai rổ mây này tụi con sẽ thắp bao nhiêu bàn chữ nhật? Một. Bao nhiêu? Một bàn. Ôi. Bàn hai bàn. Hai bàn. Hai bàn. Rồi, khu vực bơ phô mai. Các em có hai loại phô mai, hai loại bơ. Bơ phô mai các em đựng cái gì? Các em phải đựng vào bồn đá. Nếu mà các em đựng vào dĩa lớn thì nó sẽ bị chảy. Cho nên là các em cần là 4 cái bồn đá. Vậy thì 4 bồn đá này các em cần bao nhiêu bàn chữ nhật? 2 bàn. Sao mà 2 được con? Ít 4 bàn. 4 bàn. Khu vực món chính, tụi con có 10 cái. Khu vực món chính là một là tụi con đựng vào nồi hâm nóng thức ăn. Còn nếu mà có món cá hấp, thì các em đựng vào xửng hấp. Vậy thì thầy tính là 10 món ăn này đựng vào 10 cái chất kim đích là cái đồ hâm nóng thức ăn. Vậy thì 10 cái đồ hâm nóng này em cần bao nhiêu bàn chữ nhật? 8 bàn thầy ơi. 8 bàn. 8 bàn, tính quá nhanh. Khu vực món nướng, 5 món nướng đựng vào cái gì? M-
Món nướng các em đựng vào cái gì? Hả các em? Món nướng là tụi con vẫn đựng vào dĩa lớn đựng thức ăn. Vậy thì các em có 5 dĩa lớn đựng thức ăn. Bao nhiêu bàn chữ nhật nữa? 2 bàn thôi. 4 bàn. 4 bàn. Rồi. Khu vực món quay. 2 món quay. Các em cũng đựng vào 2 dĩa lớn. Vậy thì cần bao nhiêu bàn chữ nhật? 2 dĩa lớn, 2 bàn. Món tráng miệng, 6 món. 2 món bánh ngọt. Các em đựng vào 2 dĩa lớn. 2 món trái cây, đựng vào 2 dĩa lớn. 2 món chè, các em đựng vào 2 thốt thủy tinh. Vậy thì các em tổng cộng là có 6 trang thiết bị. Tụi con cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Bao nhiêu? 4 bàn. 4 bàn. Bây giờ khu vực nước. Các em chọn 3 loại nước. 3 loại nước. Vậy thì bây giờ thầy chọn nước lọc. Thì hồi nãy thầy đã đưa công thức tính các em rồi. Nước lọc, tụi con đựng vào chất thủy tinh. Cứ 100 khách là các em có 2 cái chất thủy tinh. Nước ngọt, tụi em vẫn đựng vào chất thủy tinh. Vậy thì với số lượng 100 khách, các em sử dụng 2 chất thủy tinh. Nước trái cây, các em đựng vào cái bình đựng nước trái cây. Tiếng Anh nó gọi là juice dispenser. Vậy thì khu vực nước này, các em có 4 cái chất thủy tinh và 1 cái bình đựng nước trái cây. Thì các em cần bao nhiêu bàn chữ nhật? Năm trang thiết bị. 4 bàn. 5 trang thiết bị em cần 4 bàn. 6 bàn chứ. 5 trang thiết bị, 4 bàn đủ rồi con. 2 bàn nữa. Ủa? 2 bàn là 3 cái. 2 bàn. Dạ. Tính hồi rối đúng không? Rồi, tụi con tính hết 11 khu vực đi. Tổng cộng bao nhiêu bàn chữ nhật? Năm mươi hai bàn. Chính xác chưa? Thống nhất 52 bàn chữ nhật không mấy đứa ơi? Dạ thống nhất thầy ơi. Rồi 52 bàn chữ nhật. 52 bàn chữ nhật. Bàn chữ nhật không có dự phòng các bạn nha. Tại sao không dự phòng? Tại vì các em đã kê thành một cái line buffet rồi. Không thể nào các em đặt thức ăn, thức uống ở đó hết rồi. Không thể nào kê bàn vô nữa. Cho nên là có những trang thiết bị dự phòng và có những trang thiết bị không cần dự phòng. Bây giờ các em đã có bàn chữ nhật rồi. Thì bắt buộc các em phải khăn bàn chữ nhật. Cứ 2 bàn chữ nhật là tụi con sử dụng 1 cái khăn bàn chữ nhật. Vậy thì các em cần bao nhiêu khăn bàn chữ nhật? Bao nhiêu? Chia đi các em. 26 luôn rồi. 26 khăn bàn chữ nhật. Ghi vào giấy nháp đi. Không dự phòng. Bây giờ tụi con tính ra cái rèm trang trí che cái mặt bàn chữ nhật lại. Tiếng Anh nó gọi là skirting. Thì mỗi một tấm skirting, bề cao nó từ mặt bàn cho đến mặt đất là cao 1 mét. Và chiều dài của nó là 10 mét. Vậy thì các em tính ra thử coi cần bao nhiêu tấm skirting này bằng cách nào.
Bây giờ các em có 52 cái bàn chữ nhật. Thì chiều dài của mỗi bàn chữ nhật là 2m2. Vậy thì tụi con lấy 52 bàn nhân cho 2m2. Ra đáp số là bao nhiêu? Tổng cộng được tính được bao nhiêu chiều dài? Bao nhiêu? 114,4 mét đúng không thầy? 114. 114. Vậy là 114 thầy cho luôn là 120. Vậy thì 120 cái mét chiều dài này, vậy thì em cần bao nhiêu tấm skirting? Bao nhiêu tấm? Mỗi tấm dài 10 mét. 12 tấm. Bao nhiêu con? 12. 12 tấm không dự phòng. Rồi, đó là cách tính bàn chữ nhật. Muốn tính bàn chữ nhật là phải tính dụng cụ đựng thức ăn, thức uống trước đã. Sau khi có bàn chữ nhật xong, mình đã tính là được là khăn bàn chữ nhật. Có được chiều dài của 52 bàn chữ nhật xong, thì từ đó mới suy ra được tấm skirting. Được chưa? Đến đây, có đứa nào hỏi thầy gì nữa không? Rồi, không hỏi thầy tính hết khu vực thứ nhất rồi, mình thầy trở lại hỏi các em nha. Bây giờ các em đã có trang thiết bị thứ nhất, bằng tròn, khăn trải bằng tròn, ghế, bao ghế, bình hoa, bàn chữ nhật, khăn trải bàn chữ nhật, tấm skirting. Vậy thì nhóm 1 này còn một dụng cụ nữa bằng gỗ, đó là tủ đựng dụng cụ dự phòng. Tiếng Anh nó gọi là station. Khi mà các em học thực hành phòng FB á, ở phòng K202 hoặc là phòng K403, phòng nào cũng bốn, cũng có bốn cái station. Một station là các em phục vụ cho 20 khách. Vậy thì hỏi các em, 100 khách chính thức và 10 khách dự phòng, tổng cộng là 111 khách. Vậy thì các em cần bao nhiêu station? Dạ 6 thầy ơi. 6, giỏi. Tủ station không có dự phòng nha các bạn nha, tại tủ này nặng lắm. Cứ 2 bàn 20 khách là tụi con sẽ đắp cho thầy một tủ station. Nắm được chưa? Không dự phòng. Vậy thì đó là toàn bộ trang thiết bị ở nhóm 1. Các em cộng lại hết đi, thử coi ở nhóm 1 này tất cả gồm bao nhiêu trang thiết bị. Bao nhiêu? Sáu hả thầy? Sao sáu con? Hơn mà con gái. Tính lại đi. Bạn Năng tính giùm thầy bao nhiêu trang thiết bị? Bao nhiêu? Bao nhiêu trang thiết bị ở nhóm 1? Nãy giờ tính rồi đó các bạn. 7 đúng không thầy ơi? Sao 7 được? Con tính đi. Gồm những trang thiết bị nào 7? Thứ nhất. Dạ bàn. Bàn gì? Bàn gì? Bàn tròn. Số lượng bao nhiêu? Dạ 10. Dự phòng bao nhiêu? Dạ 10%. Rồi. Thứ hai.
Trang thiết bị thứ hai. Dạ là ghế. Bao nhiêu? Dạ 100 ghế dự phòng 10%. Trang thiết bị thứ ba. Trang thiết bị thứ ba. Dạ 10 cái khăn trải bàn. Khăn trải bàn gì? Bàn tròn. Bao nhiêu? Dạ 10 cái. Dạ 10 cái. Dự phòng bao nhiêu? Dự phòng 10%. Rồi, trang thiết bị tiếp theo. Dạ là bao gì? Bao ghế. Số lượng. Dạ 100 cái bao ghế. Dự phòng 10% đúng rồi. Rồi. Tiếp theo. Trang thiết bị gì nữa? Trang thiết bị gì nữa? Bạn nữ nào bổ sung giùm thầy? Dạ thầy là bình hoa. Bao nhiêu bình hoa? Mỗi bạn cái là 100 đúng không thầy? Ừ. Có 10 bình. Bạn? 10 bình. Có 349 thiết bị phải không thầy? Cái gì em? Có 3 tổng cộng cô nhóm 1 có 349 thiết bị phải không thầy? Không có, những trang thiết bị kia là để cái thầy dạy các em để các em suy ra được bàn chữ nhật thôi. Có 119 ạ. Còn mà trang thiết bị chính của nhóm 1 là tụi em chỉ tính là gì? Thứ nhất là bàn tròn. Gồm 10 bàn dự phòng 10%. Thứ hai là ghế 100 dự phòng 10%. Thứ ba là khăn trải bằng tròn 10 dự phòng 10%. Thứ tư là bao ghế 100 dự phòng 10%. Thứ năm là bình hoa 10 dự phòng 10%. Thứ sáu là bàn chữ nhật 52 bàn chữ nhật không dự phòng. Thứ bảy là khăn trải bàn chữ nhật 26 không dự phòng. Thứ tám là tấm skirting 12 tấm không dự phòng. Thứ chín là station 6 tủ không dự phòng. Đó là dụng cụ ở nhóm 1 gồm 9 trang thiết bị bàn ghế chuyên về đồ gỗ. Còn những cái dĩa đựng thức ăn, thức uống, cái chết thủy tinh đó là thuộc nhóm 2, dụng cụ đựng thức ăn, thức uống. Nhưng mà muốn tính được bàn chữ nhật thì đầu tiên tụi con phải tính được nhóm 2 trước đã, để từ đó mình mới suy ra được bàn chữ nhật. Các em nắm được không? Hiểu bài không các em? Hiểu bài không các bạn? Thầy nhắc lại, ở dụng cụ ở nhóm 1 này chỉ có 9 trang thiết bị. Thầy xin lỗi các em, thầy nghe điện thoại chút xíu nha. Alo. Xin cái gì em? Rồi con nhắn dùm cho cái số con cho thầy Cát nha. Không nhắn được. Rồi với em là lớp của em tên gì? Trần Gia Hưng N35 phải không em? Rồi để thầy nói thầy Cát. Rồi cảm ơn em. Về dụng cụ nhóm 1 này
Tụi con thì có 9 trang thiết bị. Còn những cái dĩa lớn đựng thức ăn, những cái chất thủy tinh, những cái nồi hâm nóng súp, những cái bồn đá, đó là nó thuộc ở nhóm 2, dụng cụ đựng thức ăn, thức uống. Nhưng mà sao mình phải tính trước? Tại vì mình phải tính trước những trang thiết bị đựng dụng cụ thức ăn, thức uống này, thì từ đó cái biết được số lượng bao nhiêu dụng cụ đựng thức ăn, thức uống, thì mình mới suy ra được bàn chữ nhật để mình đưa bàn chữ nhật vào nhóm 1. Còn những dụng cụ đựng thức ăn, thức uống là các em phải đưa nó vào nhóm 2. Hiểu bài không mấy em ơi? Ok thầy. Ok chưa? Dạ được rồi thầy. Rồi, vậy là nhóm 1 là chỉ có 9 trang thiết bị. Có những trang thiết bị dự phòng và có những trang thiết bị không dự phòng. Sau khi có 9 trang thiết bị này tính vào giấy nháp rồi, bắt đầu tụi con đưa nó vào trong bảng danh sách, trong bài thi, trong bài làm. Sau khi các em ghi 9 trang thiết bị vào trong danh sách trang thiết bị rồi, bắt đầu tụi con gạch ngang. Bắt đầu đó là tính xong nhóm 1. Bắt đầu tiếp tục mình tính nhóm 2. Nhóm 2, thầy sẽ hẹn tụi con vào buổi sau. Nhóm 2 và nhóm 3. Được không mấy em ơi? Dạ ôi được thầy ơi. Nhóm 1 là có bao nhiêu trang thiết bị thầy? Nhóm 1 gồm 9 trang thiết bị con gái. Dạ. Rồi. Bây giờ các em về nhà giúp giùm thầy. Tuần sau á, nếu mà có tiết á, thì thầy chọn mình tính nhóm 2 và nhóm 3. Đó là nội dung của bài học tuần sau. Nhưng mà trước khi vào buổi học tuần sau, đầu giờ thầy sẽ hỏi các em về những cái kiến thức mà các em đã được học buổi hôm nay. Còn tài liệu môn học, đồ tất cả thầy gửi cho con đầy đủ hết trơn rồi. Bây giờ nhiệm vụ chính các em là về học thuộc cho thầy phần công thức, phần lưu ý trong tài liệu thầy gửi các bạn. Buổi sau mà thầy mà hỏi bất kỳ đứa nào mà không thuộc hai cái phần đó thì bóp cổ chết á. Được chưa? Dạ được thầy ơi. Rồi, hứa với thầy là đó nha. Rồi, thôi đến đây nghỉ các bạn nha. Thầy cảm ơn các em rất nhiều. Bye bye các bạn. À, rồi em cảm ơn thầy Tuấn. Các bạn ơi, cho thầy xin ít phút để điểm danh các bạn nha. Lớp N27 cho thầy hỏi bạn Gia Hảo có đi học không ạ? Gia Hảo vắng. Bạn Hồng Thư có đi học không ạ? Hồng Thư vắng. Rồi các bạn 27 có thể rời nhóm. Các ơi. Dạ. Buổi sau á các N35 bạn Gia Hưng xin vắng mặt nha em. Dạ. Rồi, cảm ơn thầy. Ừ, cảm ơn con. Lớp N28. Bạn Mỹ Nhàn có đi học không ạ? Dạ có thầy ơi. Rồi, cảm ơn bạn. N28 các bạn có thể rời nhóm. N29 cho thầy hỏi bạn Cẩm Hương có đi học không ạ? Cẩm Hương vắng. Bạn đang trường có đi học không ạ? Đang trường vắng. Rồi các bạn N29 các bạn có thể rời nhóm. N30 Ngọc Hà có đi học không ạ? Thầy ơi, nhà bạn nó cúp điện á thầy ơi. Ok em. Bạn Lan Hương có đi học không ạ? Mưa rồi mọi người ơi. Lan Hương vắng. Rồi cảm ơn các bạn. Chào các bạn.